mỗi năm đến mùa Vu Lan báo hiếu, Phật tử khắp nơi tụ hội về các chùa để cầu an, cầu siêu cho cha mẹ. Ai ai cũng mong cho cha mẹ được yên lành, an vui. Sau khi lễ Phật, họ được cài lên trên áo một đóa hoa hồng. Màu hoa đỏ tượng trưng cho người diễm phúc còn có mẹ trên đời. Và trên ngực áo ai cài đóa hoa màu trắng, có nghĩa là mẹ đã không còn nữa. Ôi, mồ côi mẹ! Ba tiếng ấy mang đến cho ta cảm giác bất hạnh, cô đơn và lạc lõng. Chạnh nhớ đến những người mẹ khác giữa trần ai. Mẹ nhọc nhằn mang nặng đẻ đau, mẹ tần tảo giải dầu sương nắng, mẹ gian khó nuôi đàn con thơ dại, mẹ ân cần và lòng mẹ bao dung. Con lớn lên mê mải bước phong trần, đâu đó mẹ vẫn âm thầm chờ đợi. Khi con vui, mẹ cười hớn hở, lúc con buồn, mẹ thắt ruột lòng đau. Mẹ thương yêu ơi, tình mẹ dạt dào, cho con trẻ bước đường hy vọng. Mai xa mẹ là đời con bất hạnh, bởi không có thiên đường nào bằng vòng tay mẹ yêu thương. Mẹ kính yêu ơi, công ơn mẹ như biển trời, xin ghi tạc vào lòng con mãi mãi. Phụ mẫu tồn bất khả diễn du, câu nói ấy từ ngàn xưa để lại. Giờ xa cách phương trời con mới biết, thì mẹ già đã khuất bóng còn đâu. Người mẹ nào cũng hết dạ thương yêu con, từ thuở con còn nằm trong bụng mẹ. 9 tháng cưu mang, 10 ngày sinh nở, là trọn tâm tình mẹ dành hết cho con. Vậy mà, có mấy ai hiểu hết những tâm tình cao cả đó, nên không ít lần mẹ thầm giấu giọt lệ rơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, giờ đây xa cách phương trời, ân tình của mẹ trọn đời con tiếc thương. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đoán qua không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là dù
mà còn nghe như nghẹn nghẹn trong lòng. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình, ôi câu hát bình thường quen thuộc ấy sao bây giờ làm tan nát cả hồn con. Mẹ ơi, ngày nào đứa cây cần bên nhau, con hờ hững để mẹ hiền cô quanh thầm lặng tháng ngày vất vả gian lao. Mẹ tảo tần nuôi con mình khôn lớn, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Làm mẹ nuôi con trăm tuổi thì hết trăm năm mẹ rút ruột cho con mình. Vui sướng hay buồn đau mẹ vẫn trút cạn tâm tình, nhai từng loãng cơm, thổi từng ngụm nước, nghe con khóc con cười làm lẽ sống niềm vui. Khi con vào đời chập chững bước đầu tiên, con té ngã lòng mẹ đau như cắt. Rồi lớn khôn con xa vòng tay mẹ, năm tháng mỏi mòn mẹ vẫn đợi chờ con. Lòng mẹ đau nhai xé ấy dần. Mẹ càng thương càng lo sợ biết bao lần, sợ rồi đây khi tàn cây rủ bông, lấy ai là người che chở cho con.
ở trung kiên sương gió mỏi mòn, đâu ai là kẻ quạt nồng ấp lành. Lúc ra đi mà lòng còn canh canh, ôi thương con biết sống bề nào bằng. Trong gian khói bay bay, con như thấy mẹ hiền đang kề cận bên con. Giữa cái bộn bề của cuộc sống hôm nay, có đôi lúc con hững hờ để quên tình mẹ. Mẹ vẫn như dòng sông bến nước, chờ đợi con về để ôm ấp cuộc đời con, tắm mát cho con rơi bớt những nhọc nhằn, ve vuốt cho con những niềm đau cuộc sống. Mẹ ơi, mẹ không chờ đợi một ngày con trả hiếu, mà chỉ mong con mình lành mạnh an vui. Mẹ ơi, mẹ ơi, ôi trên cuộc đời này đâu có gì thiêng liêng hơn hai tiếng mẹ yêu. Mẹ, hay là mình trở về đi mẹ. Con muốn đi nữa mẹ à. Con nói gì? Nói gì kỳ vậy con? Mẹ ơi, nhà chỉ có hai mẹ con à. Con đi rồi á, mẹ phải sống sao đây? Mẹ tự lo liệu được cơ mà. Con ơi, ba con mất sớm, mẹ phải tảo tần nuôi con cho tới ngày khôn lớn, vào ra khuya sớm ở bên nhau. Nay phải hai phương trời cách chia đôi ngả, làm sao mà mẹ không đau xót. Hãy nhớ rằng đây là một dịp tốt cho đời con. Con đầu cao
được đi du học ở nước ngoài. Trong nỗi đau chen lẫn niềm sung sướng, mẹ đã làm tròn trách nhiệm với ba con. Mẹ, nhưng xứ lạ trời xa, biết bao lâu con mới quay về. Mẹ cô đơn ở lại quê nhà, hôm sớm vào ra ai săn sóc mẹ. Mẹ đã quen rồi nhưng cơn cực gian lâu, mẹ chỉ lo cho con khi con xa cách mẹ. Ai chăm sóc cho con khi tối lửa tắt đèn? Ai sưởi ấm cho con khi tuyết lạnh xuống hàng? Mẹ ơi, con không thể nào đành lòng bỏ mẹ ra đi. Con có tương lai là mẹ đã thấy vui, con cứ yên lòng đừng bình rình lúc chia tay. Đi đi con, đi đi, mẹ ở nhà chờ con đó. Đi mẹ đi. Không có khóc, đi mà, con đi học chứ đi đâu mà phải khóc. Đi đi con. Dạ con nhớ rồi. Mẹ, mẹ về đi mẹ. Nhớ nghe con, mẹ có đem theo cái khăn đó quấn cổ vô đi, để rồi à cảm đó nghe. Đi đi con. Không có khóc, má nói không có khóc mà sao con khóc vậy? Thưa mẹ con đi. Đi đi. Đi đi con. Mỹ ơi. Vắng lặng, chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi với nỗi cô đơn. Mang nặng trong lòng niềm thương nhớ không nguôi, ba năm trời chia biệt giờ con đã ra sao? Đang cùng bè bạn vui chơi hay con đang khóc vì nhớ mẹ ở quê nhà? Thân gái bơ vơ quê người xứ lạ, vào ra cô quanh biết ai tâm sự nhưng đêm buồn. Gió lòng khung cửa mẹ nghe như từng bước chân con.
về gặp mẹ nơi đây. Ngờ đâu chỉ là giấc mộng canh tàn, nhà vắng quạnh hiu ra vào một bóng. Con ấy về với mẹ, mình sống bên nhau như từ thuở nào. Mẹ con ơi, gốc bể chân trời, con có nghe lời của mẹ đang khóc gào mà gọi tên con. Con nghe mẹ đang gọi tên con nè mẹ. Mẹ, 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 mẹ của tôi. Trời ơi, tiếng gọi nức nở nghẹn ngào từ bên kia bờ đại dương đưa tới. Mẹ ơi, mẹ hãy chờ hãy đợi, con sẽ về với mẹ mà. Mình sống bên không còn cảnh người chân mây kẻ tầng cuối trời, lễ sầu trái mãi không chơi. Mẹ lo cho con nơi xứ lạ quê người, tứ bề không có người thân, một mình trăn trở thâu canh những đêm mưa gió lạnh lùng. Ai là người sưởi ấm cho con? Còn con thì xót thương cho mẹ, tóc đã phai màu, chân mỏi gối rung. Những khi tối lửa tắt đèn, dịu dắt đỡ nâng. Mỹ ơi, trời biển bao la cách xa vạn dặm, nỗi nhớ thương không thể cạn lời. Chỉ sợ lúc con quay về không còn mẹ ở bên con. Mình trút cạn cho nhau bỏ hết những sầu đau cách biệt muôn trùng. Mẹ sẽ ôm con trong đôi vòng tay tha thiết mặn nồng, nhìn nước mắt trên đôi má nhăn nheo của mẹ mà dòng lệ con cũng tuôn tràn không nói được thành câu. Nhà của mình khung cảnh cũng như xưa, dịch nát mây thưa, mưa lòn gió lọt. Kết quả của những năm dài lo cho con ăn học, mẹ chỉ còn là một xác ve khô khi con thành đạt quay về. Con nói
rồi nỗi khổ nỗi đau. Mẹ con mình sống mãi bên nhau. Cơm hầm canh rau nhưng ngọt ngào tình mẫu tử, còn hơn cửa rộng lầu cao mà cách ngăn trời biển đôi đường. Đó, tiếng xào xác sau hè từng bước một. Mỹ ơi, con về với mẹ đâu phải không khôn. Mẹ mong sao trước giờ xuôi tay nhắm mắt, mẹ được một lần gặp lại con thơ. Mỹ, Mỹ ơi, Mỹ ơi, con ở đâu? Con đã về chưa Mỹ? Dì, dì ơi, dì tỉnh lại đi. Dì ráng gượng dậy ăn miếng cháo. Dì, Con của tôi nó đã về rồi. Con ơi, dì ơi, dì tỉnh lại đi. Con là Hiền chứ không phải là Mỹ con của dì đâu. Con Hiền, vậy còn con Mỹ nó đâu rồi? Chị Mỹ ở xa lắm, nay mai rồi sẽ về. Dì phải gượng ăn gượng uống để chờ đợi ngày sinh hợp mẹ con. Hay là để con đưa dì đi bệnh viện nha. Thôi, dì không đi đâu. Hiền ơi, dì đã sức cùng lực kiệt, không còn chờ đợi được đâu. Dì hãy gắng gượng để đợi chờ tin con. Nếu chẳng may dì có bệ nào, chị Mỹ về đây chị sẽ khổ vô cùng. Từ lúc hôm nào cháu tới lui cực nhọc, săn sóc đỡ đần chén thuốc bếp cơm. Phận cháu cút côi không còn cha mẹ, cháu xem gì như mẹ có khác chi. Hiền, Hiền, Hiền ơi, lại đây, ngồi gần bên dì đi con. Dì, Hiền ơi, còn chút hơi tàn sức kiệt, dì gửi cháu mấy lời tâm sự. Cháu hãy lắng nghe và ghi nhớ trong lòng. Đây là nỗi đau của mẹ đã mất bao ngày. Từ lúc tiễn con đi rồi đợi chờ con trở lại, đã ba năm trời vì biến ngủ quên ăn. Mỗi đêm về lạnh lẽo vui chăng hình ảnh con cùng đậm bên trên vui. Nét mặt hồn nhiên thánh khiết tựa thiên thần. Nỗi nhớ thương con trái tim gì hầu như sẽ thắt cơ. Xa chị ấy được thì dì cho chị ấy đi du học để mà chi. Hiền ơi, ngày xưa dì chỉ là một cô gái ở quê nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên dì không được học. Vì không muốn con mình sẽ dốt ngu như mẹ, nên cố gắng tạo tầng cho con ăn học được thành danh. Đến bây giờ dì cũng không biết được gì đúng hay sai. Khi con có một tương lai thì mẹ đã sức cùng lực kiệt.
vì chỉ lo sắp đến ngày vĩnh quyết, âm cánh dương trần sẽ chia biệt mẹ con. Vì hãy cố nén bi thương cho bệnh tình mau qua khỏi, ta cố gắng chờ đợi con nhưng thời gian sao lại quá xa. Mỹ sẽ về đây thôi, vì hãy gượng lên để chờ khi tương phùng. Thời gian là 3 năm mà vì tưởng như là mấy chục năm trời. Tình mẹ già thương con làm cháu nghe xót đau trong lòng. Hiền ơi, không biết ngày ấy có tới hay không, khi mà nỗi nhớ mong trong lòng gì đang thui thương. Tư thần ơi, hãy chậm chậm để cho tôi kéo lê cuộc sống đời con tôi. Chị Mỹ chưa về thì dì hãy xem cháu như con, cháu sẽ săn sóc dì như mẹ ruột của mình. Cảm ơn cháu. Nếu có kiếp tái sinh, dì sẽ nhận cháu là con ruột. Dì sẽ có 2 đứa con chứ không phải là 1. Một đứa ở phương trời xa lập nghiệp, một đứa ở bên dì kề cận sớm hôn. Mỹ ơi, Mỹ. Dì ơi, dì tỉnh lại đi. Dì ơi, dì mở mắt ra nhìn xem, chị Mỹ về tới rồi kìa dì. Dì ơi, tỉnh lại đi dì. Dì ơi. Ơi, con tôi. Mẹ ơi, con đã về rồi mẹ. Con tôi đâu rồi? Mẹ ơi, con đây. Mỹ, con của mẹ đây. Đúng rồi, đúng là con tôi đã về rồi. Mỹ ơi, mẹ vui lắm, mẹ sung sướng lắm. Mẹ mẹ đã bỏ con rồi, ra đi mãi mãi không về, âm canh xa vời, biết bao giờ con gặp lại mẹ ơi. Ông trời sao nỡ chẳng thương, đoạn mạng người chân chất hiền lương. Suốt cả cuộc đời chỉ khổ lụy với chồng con, mấy chục năm dài gian khổ, lo cho con được nên người. Hiểu biết cảnh tình này, con nhất định không đi. Cay đắng đau thương gì vẫn nở nụ cười, ôm xuống tận quan mộ. Tình máu tự thiên thu. Yeah.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bài học dở lòng từ khi con mới chập chững vào đời. Giờ khôn lớn mới hiểu thế nào là nguồn cao suối cả. Mẹ ơi, đâu có suối nguồn nào bao la hơn tình mẹ. Đâu có biển khơi nào rộng lớn hơn lòng mẹ. Đâu có bài toán nào tính được công lao của mẹ. Đâu có ân tình nào sâu nặng hơn nghĩa mẹ cho con. Thời gian làm cho mái tóc pha sương, thời gian làm cho nếp hằn trên mắt mẹ. Thời gian có thể xóa mờ đi vạn vật, nhưng thời gian không thể làm phai mờ hình ảnh mẹ trong lòng con. Đời miệt mài bao năm, ôi bước chân giang hồ lang du, làm trai gió sương dài dầu, chồng gái nào đã mòn thương nhớ. Nhìn xa người tháng năm chờ mong, nhìn dòng thời gian trôi, ai biết xa xôi nơi cuối phương trời, nhìn mà quá vai mơ ước cho ngày mai về mái nhà xưa, thăm cánh đồng quằn bông lúa vàng, thăm cánh cò dùng bay ngút ngàn. Ở đó sâu xa trong cõi lòng mình, tình thương tha thiết dâng trào, kính dâng người mẹ yêu biết bao nhọc nhằn. Đàn con biển thái mênh mông như tình thương mẹ kính. Tận trời xa con vừa phong ba trở về thăm mẹ. Mẹ hiền ơi, mẹ đang ở nơi nào? Lối cũ đường xưa qua lá đã phai màu, mẹ của con giờ đã lưng còm gối mỏi, heo khổ sầu tựa cửa đợi chờ con. Văng vẳng từ xa giọng nói thân thương, có phải con đi vượt dặm đường về đây thăm mẹ? Sự thật chăng hay chỉ là mộng mị mà mẹ đã mơ trong những tháng năm dài cô đơn quạnh quẽ? Mẹ à, con phải lo sự nghiệp, nhưng con chỉ e khi sự nghiệp thành á, biết con có còn dịp lo cho mẹ nữa hay không? Mẹ ơi, ở quê mình mùa này mưa gió triền miên
đồng. Nhớ mẹ già nua mà con quặn thắt trong lòng. Không có con ai chèo xuồng đưa mẹ sang sông mỗi sáng. Ai đun lá lợp nhà để mẹ che nắng che mưa. Nằm trắng trở nghe gió tạt ngoài hiên, mẹ lo sợ con lạ nước lạ nôn làm thương gì nữa xưa. Đêm mưa lạnh ai người đun bếp lửa, lúc đói lòng ai lo cho con được bữa cơm. Với mẹ đi con, mẹ con mình sống bên nhau. Sớm chiều có mẹ có con, tuy rằng thì chưa thấy đâu mà nỗi nhớ thương xót đau càng sâu. Những cái nghèo cứ đeo đắng bên, còn biết lấy gì để dưỡng nuôi tự thân. Con cha con mất lúc con vừa tròn 2 tuổi, mẹ quá phụ nuôi con trong những mặc cho đời bạn lời mua danh. Thấy mẹ héo mòn con thật chẳng đành tâm, nên biết lo sự nghiệp để có tiền nuôi mẹ. Nhưng trải bao mùa mưa thu nắng hạ, con chìm nổi sự nghiệp vẫn chưa thành. Trời xanh mỗi người đều có một số phận, lật đật bốn má cũng chẳng ít chi. Hơn nữa mẹ có háo gì cửa rộng lầu cao, cơm hầm canh rau những ngọt ngào tình mẫu tơ. Từ lúc con rời quê xa xứ, mẹ như
cõi cây khô heo rũ giữa trưa hè. Tội cho mẹ tôi người xưa nói, cha mẹ còn con không thể đi xa. Vậy mà con đã bôn ba bỏ mẹ và cô quanh. Mẹ ơi con sẽ về bên côi mẹ sẵn sống đỡ đần cho trọn đảo làm con. Trên thế giới này có lắm kỳ quan, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là kỳ quan lòng mẹ. Có thơ ca nào nói hết nét đẹp thiêng liêng? Có bút mực nào tả được cái thâm sâu trong tình mẹ? Cái đẹp, cái thâm sâu đó ẩn chứa trong nỗi nhọc nhằn hôm sớm. Nó ẩn vào đôi bàn tay chai sạn nhăn nheo. Nó long lanh như giọt mồ hôi tảo tần của mẹ. Mẹ ơi, xin cho con được mãi mãi trong biển trời bao la tình mẹ. Cho con được sống hoài trong cổ tích thiêng liêng. Mẹ dịu dàng nhân ái như bà tiên, ban cho con trẻ phép màu để đời con chan hòa hạnh phúc. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Chơi nha, đừng có khóc nữa mà. Để mẹ bán hết rồi mẹ về mẹ mua thịt nấu cháo cho con ăn nha. Nín đi mà. Nè, một lát đến giờ chơi đó, học sinh ra mua hết liền à. Rồi mẹ con mình về nhà, mẹ đưa giỏng cho con ngủ nha. Rồi mẹ còn đi giặt đồ cho người ta nữa. Giỏi đi mẹ cưng nha. Giỏi nha con. Ồ, ai mới xui không? Chị Sáu ơi. Dạ dạ. Bán cho tôi 2.000 xôi đậu đi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ đây, hôm nào chị cũng mua giúp tôi hết á. Tại vì xôi chị ngon quá trời, ăn bắt ghiền luôn á. Chị Sáu. Dạ. Bộ nhà chị không có ai sao mà đi bán phải bồng con theo vậy chị Sáu? Dạ dạ, nhà không có ai hết á. Còn ông xã chị đâu? Dạ, dạ chồng tôi đức bạc đã qua đời 2 năm. Con tôi thơ dại hai còn trong nôi. Một mẹ một con bươn chai giữa đời. Không lẽ hai bên nội ngoại cũng không còn. Dạ chồng của tôi là người xứ lạ, đơn độc một mình tự cố vô thân. Trước đây tôi cũng còn có mẹ, nhưng bà đã qua đời khi cháu mới sanh. Cũng cùng chung số phận con người ta, sao người sang giàu kẻ thì khốn khó. Bà chủ tôi hiện giờ đầy đủ sống thân, tiền bạc phú phê mặt tình mà hướng vô. Thấy chị gian nan tôi chạnh lòng tôi phận. Con nhỏ dại ở nhà thương nhớ mẹ, mẹ phải ấm bồng chăm sóc con người ta. Cái cảnh nghèo thật quá xót xa, gầm số phận con người đều không qua định mệnh của ông trời. Thôi ngồi xe
nệm êm thấy mồ mà khóc cái gì? Thấy con người ta không? Thôi tôi đi nghe chị Sáu. Dạ. Đến giờ tiểu thơ đồ về rồi. Dạ dạ chị đi ạ. À. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Thúy, em chờ anh có lâu không? Dạ không, em vừa mới ra thôi mà. Anh đưa mẹ về nhà xong là điện thoại cho em liền đó. Thúy. Dạ. Thời gian vắng anh em có nhớ không? Có chút chút. Còn anh, anh đi với mẹ có vui không? Vui em à. Năm nào đến lễ Vu Lan là anh đưa mẹ đi đến các chùa lễ Phật. Mẹ nói mùa này là mùa báo hiếu, con đi theo mẹ mà lòng thấy vui á là trời Phật đã chứng rồi. Em biết không, chùa nào mẹ lại bao nhiêu á là anh lại bấy nhiêu. Không ngờ một kỹ sư đã từng du học nước ngoài mà cũng tin vào thần thánh lễ bái. Cái bằng kỹ sư của anh là do mẹ Tần Tảo nuôi anh mà có, nên anh làm việc gì để mẹ vui á là anh làm. Anh định vào thăm thầy cô hả? Thầy cô của anh đã nghỉ hưu cả rồi. Anh ghé đây nhìn ngôi trường cũ một chút, rồi đưa em về thăm một người quen. Người quen của anh ở gần đây hả? Ở cuối đường, chỗ có con hẻm nhỏ đó. Anh quen bà bán xôi. Phải. Anh ăn xôi của dì từ lúc anh còn nhỏ xíu học ở trường này. Xôi bánh phồng của dì rất ngon, ăn rồi sẽ nhớ mày. Anh và các bạn anh rất thích. Thích lắm hả? Cứ ra về là phải đến đây mua, có khi bao cả gánh cho dì. Chỉ có một chuyện ăn xôi mà anh nhắc mãi không thôi. Em biết không, dì bán xôi có điều khác lạ. 15 năm trời vẫn bám trụ nơi đây. Tại ở nơi đây dì mua bán được nhiều nên không đổi dời có là gì đâu. Em nói cũng đúng, dì mua bán ở gần trường học thì lúc nào cũng khá. Nhưng mấy tháng bãi trường không biết dì ấy ra sao. Em không ngờ anh lại giàu tình cảm. Chuyện của người ta mà anh cũng khóc mướn thương vai. Em biết không, lúc đó anh mới vừa 10 tuổi, mà ấn tượng về dì ấy đã in sâu vào tâm não mãi đến bây giờ. Anh nhớ mãi đến bây giờ. Anh còn nhớ sáng sớm nào anh cũng đến lớp thì thấy dì từ xa, gánh nặng trên vai. Một đầu trên thì chất đầy xôi bắp, đầu dưới một bé gái độ khoảng 3 tuổi đang ngồi. Đến nơi thì dì trải đệm bế con ra, rồi vừa trông con vừa lo bán. Hình ảnh ấy làm cho anh nhớ đến mẹ anh, đến các bà mẹ khác đã gồng gánh nuôi con mặc cho gió kẹp mưa đơn làm chiếu nắng manh dài gầy. Anh muốn đến thăm và hỏi gì ấy ngày xưa giờ đã khôn lớn, đang đi học hay là đã lấy chồng xa. Mà để cho mẹ già tóc đã pha sương, còn chật chật bán buôn dài dầu năm tháng. Chuyện người ta mà anh cứ lo ráng đáng, mỗi người một hoàn cảnh, có ai giống ai giữa xã hội quay cuồng.
dầu đời có thay đổi, xã hội có cuồng quay vì đảo làm con, đối với mẹ cha cũng không thể nào thay đổi. Đi thế, đi với anh, đi đến thăm dì ấy. Anh đi đi, em ở đây điện thoại cho mẹ. Thủy à, không những chuyện của dì bán xôi làm cho anh bận tâm, mà chuyện của em cũng làm cho anh khó nghĩ. Nhà rộng cửa cao không ở, lại đi ở ký túc xá, có mẹ mà lúc nào cũng như thể cách xa. Quen nhau hơn nửa năm, anh muốn gặp bà một lần cũng không được. Anh Hoàng, như vậy hai bà mẹ làm sao gặp mặt để tính chuyện trăm năm đôi lứa chúng mình? Anh Hoàng à, tại vì Thủy có điều bí ẩn muốn giấu anh, nên không muốn anh biết rõ gia môn nguồn cội. Trong tình yêu quan trọng nhất là thành thật, dầu gia cảnh có thế nào cũng không làm lại chuyện được lòng anh. Em có giấu anh chuyện gì đâu. Tại vì mẹ em buôn bán với nước ngoài nên thường đi vắng, giao nhà cho bà quản gia tính tình khó ưa nên em không muốn thấy mặt. Cả tháng nay mới gặp, không có hỏi hàng gì tới người ta, lo nói gì đâu mà. Thôi, anh xin lỗi em. Nè, lên xe anh chở đến chỗ này là em vui liền. Em còn nhớ chỗ này không? Mới có mấy tháng à, làm sao quên được? Mới mấy tháng thì không quên, nhưng mấy năm thì sao? Anh này thì... Anh nhớ mãi ngày hôm ấy, vì mới về nước, đường xá không rành, nên anh đi ngang nơi này và ghé hỏi thăm. Lúc đó em cùng đám bạn đang đứng bên cầu hóng mát. Duyên số thế nào anh lại chọn em để hỏi? Từ ấy chúng ta có mối thâm tình như đã quen biết từ lâu. Anh rất quý mến em vì tánh nết em dịu hiền, em lại là việc đều biết cân phân hơn thiệt, nên anh định chọn làm bạn trăm năm để chung sống một nhà. Em à, hai gia đình đều dư để dư ăn, không lẽ không nuôi nổi một con dâu? Em lại nghĩ gì vậy? Anh Hoàng, nếu em không phải con nhà khá giả mà là một cô gái nghèo khổ bần tiện thì sao? Em à, chuyện giàu nghèo đâu có liên hệ gì tới tình yêu của chúng ta. Nhưng tại sao em lại hỏi anh như vậy? Tại vì em có một cô bạn gái, chị ấy có sắc, có học, nhưng nghèo nên bị đời bạc đãi. Chị ấy thường than với em: Thủy ơi, tao tức lắm, tao tức là tại sao tao sanh chi một kiếp nghèo để chịu hèn chịu nhục, cúi thấp đầu như một loài cỏ dại sống hẩm hiu. Anh Dương Quang, dẫu có làm giảng vật thâm tươi nhưng cũng
làm cho kiếp có quan, càng nhìn thấy rõ thân phận mình bạc mệnh với ngàn nỗi thương đau làm quằn quại. Vẫn giả để chịu hèn chịu nhục với người ta. Thủy ơi, mày đâu có hiểu niềm đau của người cơ cực nào phải là sự nghèo khổ của mình đâu. Cái mà làm cho tao phải thẹn mặt cúi đầu chính là cái giàu sang của người. Cô bạn của Thủy dở quá, không chịu yên thân phận mình, phân bì với người khác để làm chi? Tại chị ấy có người yêu giàu nên tủi phận. Anh Hoàng, nếu anh có người yêu con nhà bần tiện thì anh nghĩ sao? Thủy, hôm nay em sao? Anh tuy con nhà giàu, được ăn học ở nước ngoài, hấp thụ được cái mà thiên hạ gọi là văn minh, tiến bộ, nhưng anh không phải hạng yêu cuồng sống dội phiêu thủy chung trồng phú khinh bần. Vợ của anh giàu nghèo ít học, nhưng phải thật giàu tánh đức để cùng anh xây đắp niềm hạnh phúc và để xứng đáng làm mẹ làm cha của đám con mình ở thế hệ mai sau. Anh nói vậy là hết ý rồi, em còn thắc mắc gì nữa không? Em xin lỗi, đừng giận em nghe. Tại em quá yêu anh nên lo sợ viễn vông vậy mà. Trẻ con quá. Thủy. Dạ. Em có sợi dây đẹp quá. Mẹ em mua đó. Anh thiệt là tệ. Từ lúc quen nhau tới giờ anh chưa mua tặng em món gì hết á. Để hôm nào anh rảnh á, anh chở em đi mua sắm nha. Thôi khỏi. Nữ trang của mẹ em sắm cho em thiếu gì? Cái em cần là một chiếc nhẫn cưới phải không? Hôm nào mẹ em có nhà, mẹ anh và anh sẽ mang nhẫn cưới đến cầu hôn. Anh Hoàng, anh tốt với em quá. Nhưng không biết chừng nào mẹ em mới có nhà đây nữa. Anh tin là sớm muộn gì anh cũng gặp, dù em có giấu cũng không được đâu. Thôi sắp tới giờ ăn, em phải về thôi. Để em đưa em về. Thôi, anh cho em xuống đây được rồi. Em không muốn bà vú lại cằn nhằn lôi thôi. Ngày mai anh sẽ đến đón em đi chơi nha. Anh nè, nhớ đứng chỗ này đón em được rồi. Đừng có lại đằng đó nghe anh, mất công lắm. Nhớ mai nghe. Anh nhớ rồi. Thôi em vô nhà đi, anh về. Thôi anh về trước đi. Về trước đi rồi em vô. Thấy anh đi rồi em mới yên tâm. Lần nào em cũng về hết á, cứ bắt anh về trước không à. Thôi được, anh về nghe em. Dạ. Mai ha. Chỉ vì em quá yêu anh mà em đã trở thành người nói dối. Nếu má em mà biết được
Má mà biết được em chối bỏ hoàn cảnh nghèo hèn này, chắc má buồn em lắm. Má ơi, chỉ vì hạnh phúc và tương lai của con nên con không thể nói ra sự thật được. Xin má hiểu, xin má hiểu mà đừng giận con nghe má. Đừng giận con nghe má. Rồi hả má? Ừ, hết rồi con. Má ơi, để con gánh cho má nghe. Thôi, má gánh được không sao đâu mà. Má, má mệt lắm hả má? Không sao, má không có mệt đâu. Để má gánh cho. Thôi má à. Gì con? Má để con gánh cho mà. Thôi để má gánh cho. Má, con biết má đi bán cả ngày mệt dữ lắm. Thôi má mệt lắm rồi, để con gánh ha. Mình đi nghe má. Thưa ông tìm ai? Xin lỗi, tôi muốn hỏi có phải đây là nhà cô Bích Thủy? Dạ, ở đây không có ai tên Bích Thủy. Bà chủ của tôi tên Bạch Lan, có bảng trước cổng đó. Xin lỗi, bà chủ có con gái không? Dạ không, bà tôi chỉ có một cậu con trai đang học ở nước ngoài. Thôi tôi còn nhiều việc lắm. Cô ơi, xin cô nán lại giùm một chút. Dạ. Cô ở đây, vậy cô có biết tại khu phố này có cô gái nào tên Bích Thủy, tóc của cổ để dài đến ngang lưng, còn đi học, cô ấy cũng con nhà giàu? Bích Thủy. Ừ. Bích Thủy. À, cô con gái tên Bích Thủy. Dường như có nhưng chẳng có giàu sang, nhà cô ở tốt dưới bờ tre. Nghe người ta nói cô là sinh viên trong cảnh nghèo cơ cực, mai nhờ có mẹ buôn bán tạo tầng nuôi cổ đến bây giờ. Ông đã nghe rõ, giờ thì tôi xin phép để đi vô. Trời ơi, giờ nghe rõ đầu đuôi, thì ra tôi ngu muội bị người ta lừa gạt, trao trọn ân tình với một kẻ không ra gì. Bích Thủy, tại sao em lại dối gạt anh? Má. Ủa, Thủy, con không có đi học à? Con, má hứa má mua chiếc vòng đeo tay cho con, nhưng mà má chưa có đủ tiền. Con đợi má vài bữa nữa nha. Con nói chuyện đó. Má, hôm nay má bán ở trường học đó nữa hả má? Bán ở trường học rồi chứ bán ở đâu con? Con hỏi má, tại sao má không có chịu đi bán nơi khác mà cứ bán chỗ đó hoài vậy? Má bán ở đó đã mười mấy năm nay, có chuyện gì đâu mà phải dời. Bộ con tưởng chỗ bán dễ kiếm lắm sao? Khổ quá đi. Má không biết là bạn trai của con bây giờ ảnh tới lui ở trường đó hoài à. Thương dữ lắm. Ảnh còn đòi đưa con đến thăm má nữa. Hả? Bộ nó biết má là má của con hả? Trời ơi, cái thằng được quá chứ. Trời ơi là trời. Nếu mà ảnh biết con là con của má thì tiêu tùng hết rồi. Má,
con yêu cầu má, con năn nỉ má, má dời chỗ khác bán giùm con đi. Con biểu má dời thì má sẽ dời, bất quá má gánh đi bán dạo. Nhưng trước khi đi con hay ngồi nghe má kể, lý do là tại sao má cứ bán ở đó. Ngày xưa lúc còn con gái, má cũng bán xôi bán bắp như bây giờ. Ba của con là giáo viên dạy ở trường đó, lúc sanh con 7 tháng thề tai họa xảy ra. Làm tan nát hạnh phúc êm đềm, ba con tử nạn giao thông, nằm chết trước cổng trường. Lời nào nói hết nỗi đau thương, khi đôi đàn cách biệt âm dương. Con còn bé nhỏ dại khờ, giữa chợ đời nhờ gánh xôi ở trước cổng trường, lấy lớp qua ngày để nuôi con, biết bao kỷ niệm đời gắn liền với má con ta. Thôi má, kỷ niệm buồn má đừng nên nhắc lại, càng làm cho sanh ra con. Thủy, trời ơi, con nói với má như vậy sao con? Thôi chết rồi, tới giờ anh Hòa anh đưa con đi chơi, để con ra đầu đường con đón ảnh, chứ mà ảnh vô anh thấy rõ chuyện này là chết con luôn. Thủy ơi. Dạ. Dì ơi, làm ơn cho cháu hỏi thăm. Cậu muốn hỏi thăm chuyện gì à? Ủa, dì Sáu? Dì là dì Sáu bán xôi phải không? Cậu là ai mà cậu biết tôi? Dạ, con là Hoàng. Hồi đó con và đám bạn hay mua mão hết xôi của dì mỗi buổi chiều đó. Dì nhớ không? Nhớ rồi. Cậu Hoàng, bây giờ... Trời ơi, cậu lớn quá à, tôi nhìn không có ra. Cậu à, cậu tìm nhà ai ở trong này vậy? Dạ, con tìm bạn gái của con. Vậy hả, cô đó tên gì? Nhà ở đâu cậu nói đi, tôi biết là tôi chỉ giùm cho. Dạ thưa dì, cô ấy là bạn gái của con, nghe nói nhà ở quanh đây. Tụi con yêu nhau đã hơn nửa năm rồi. Tên của cổ gọi là Bích Thủy, hiện cổ chỉ còn đi học chừng 1 năm, nên chúng con định tiến tới hôn nhân. Phải chăng cô ấy đẹp nết đẹp người, có đeo trên cổ sợi dây chuyền bằng bạch kim? Dạ phải rồi. Dì Sáu biết bạn gái con hả dì Sáu? Nó là con. Anh Hoàng. Má, Thủy là con của dì Sáu hả? Dạ không, dạ không. Dạ không phải vậy đâu cậu. Cô Hai đây là con của một bà chủ rất là giàu có. Và hồi đó đó tôi ở mướn nuôi vú cho cổ, nên cổ hay kêu tôi bằng má vú, riết rồi cái nó quen. Thật vậy sao Thủy? Dạ, thật đó cậu Hoàng. Chứ cậu nghĩ coi, tôi nghèo nàn khổ sở như vậy,
làm sao tôi có được cái diễm phúc làm mẹ của cô hai. Cô được sinh ra trong bạc tiền nhung gấm, một bước ra đường kẻ đưa người đón. Tôi thân phận bận hèn là tôi tớ mà thôi. Cô hai à, tôi mừng cho cô có người bạn trai học thôi. Cô hai và cậu đi chơi cho vui nha, tôi phải đi bán hết cái mớ xôi này. Cô hai à, cô đi đi, rồi hôm khác tôi tới chơi cũng được mà. Anh Hoàng à, em... Bích Thủy, hoàn toàn thất vọng về em. Kìa anh, sao anh lại nói như vậy? Thì ra từ lâu cô đã lừa dối tôi. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá thì không thể chấp nhận được. Anh, ta chia tay đi. Anh Hoàng, em... Hết rồi, đừng có nói nữa. Vì sao bán xôi chính là mẹ của em, đúng không? Vậy tại sao lúc nãy em không nhìn nhận mẹ? Tại sao? Vì em yêu anh. Em yêu anh mà em nghèo quá, cho nên em sợ. Em sợ, sợ anh sẽ chê em, sợ anh chê em là con gái cơ hàng, không nhìn mẹ mà lòng đau. Vì sao em quá vô tâm làm cho mẹ phải khổ sâu? Có phải đâu anh chọn sang giàu? Lòng em từ lâu rối tơ tơ dò, bởi do không nói thật tình nên đã làm má em buồn đau. Làm con thì nên chữ hiếu giữ gìn, má em tần tảo một đời nuôi em khôn lớn nên người. Nay bởi nghèo em nỡ khinh khi đành sao? Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nay anh đã biết hết sự thật rồi, thì định liệu như thế nào là tùy anh. Giờ em phải đi tìm má em. Em đi tìm má em về để em xin lỗi má em. Má ơi, con có lỗi với má. Má chờ con, má ơi. Má ơi, chờ con, má ơi, má. Con lại tới đây, rủi cậu Hoàng nhìn thấy thì sao? Anh Hoàng đã biết hết rồi má. Vì sao? Con xin lỗi gì? Chuyện em thỉ làm thật là quá đáng. Cậu Hoàng, cậu Hoàng ơi,
Thủy nó thương yêu cậu nhiều lắm. Xin cậu đừng chia tay với Thủy. Tội lỗi này là bởi do tôi. Sanh trong cảnh nghèo để lụy cho con. Không phải vì nghèo mà con nói việc chia tay. Mà con giận Thủy đã bất hiếu với mẹ già. Một nắng hai sương dài dầu cát bụi. Vì đã vì con cam chịu bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Vậy mà Thủy vì tham vọng giàu sang trôi bỏ dĩ vãng đau thương. Không chấp nhận người mẹ khổ nghèo. Em đã biết sai xin anh đừng trách nữa. Mai con xin chịu hình phạt. Còn anh sửa sao cầu. Má, trời ơi, vì sao? Xin đừng nói câu chia biệt cho đau lòng tội nghiệp con tôi. Má đã cực khổ nuôi con suốt 18 năm dài. Lại vì hạnh phúc của con mà má van xin cầu khấn làm cho tội lỗi con chồng chất thêm đây. Trong khi má cực khổ gian nan mưa nắng vàng sự đã lỡ lạc, tình đã mất mà hiếu cũng không tròn vẹn. Má ơi, con vô cùng hối hận. Má hãy thứ tha cho đứa con khờ dại ngông cuồng. Vì con mà em Thủy vô tình làm nên những điều trái đào lòng con tan nát trăm chiều. Vừa thương lại vừa tức giận. Mẹ hiền ơi xin thứ tha con dại khờ làm cho má khổ tâm. Con ơi mà không giận hờn dẫn cho mình có cực nghèo hèn. Để ngày hôm nay con phải hổ thẹn với bao người. Chứ thân ma đâu quản gì vinh nhục. Chỉ mong con mình được hạnh phúc ấm êm. Cậu Hoàng, cậu là người có nghĩa có ân, lại là một người con chí hiếu. Chắc cậu cũng hiểu tấm lòng người mẹ
đần ruộng rẫy con tôi mà tôi phải đau lòng. Ôi lòng mẹ quá bao la, thương con không quản một đời gian khó. Tình mẹ như biển dạt dào, kỳ quan kim cô không nơi nào đem lên. Đứng lên đi con có tu, con như vậy là má vui rồi. Má, cậu Hoàng, cậu nghĩ sao? Vì sao? Từ lâu con đã xem dì như mẹ. Bất cứ làm điều gì cho mẹ vui là con sẵn sàng. Vả lại Bích Thủy bây giờ rất xứng đáng là bạn gái của con. Má cảm ơn con. Thủy, lại đây con. Má, con. Má, ông ơi, từng tuổi này tôi có được hai đứa con hiếu thảo. Ông ơi, ông ở trên trời, ông hay mừng cho tôi nghe ông. Mẹ, con thương má lắm má ơi. Má, con của má.